Quay thế thôi anh, nhiều quá. Đường lên tháp Nam San rất là mệt. Hôm nay là ngày cuối tuần, người mọi người đến đây rất là đông. Cái gì thế? Ô, cái này anh mới quay à? Em tưởng được lâu rồi, mới được có một phút. Oh my god. Cái này thì đứng chỗ nào mà ấy chụp ảnh? Ra đằng này ta có thể nhìn thấy một phần của Seoul. Nhìn Seoul từ trên cao. Khung cảnh mùa thu thật là tuyệt vời. Phấn chấn. Phấn chấn. Y luego, ¿qué chingada me dijeron?